Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Nay mình sẽ làm video về con máy xúc, về cách một số lưu ý khi xuống dốc cao cho máy xúc các bạn nhìn. Toàn độ chuẩn bị rất cao các bạn ạ. Mình sẽ cho nó xuống bệ để nghỉ chiều không phải làm. Đây, bên đây các bạn có thể nhìn bên dưới. Rất cao các bạn. Đây. Giờ mình sẽ đánh máy xuống dưới. Xuống quá trình xuống thì nó thêm đất thêm cát của nó hỏng các bạn ạ.